Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Audio. Trong tập trước, sau khi đem đám người gia các đồ dương thu vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp, từng Trần vội vàng thu dọn chiến trường, sau đó rời đi ngay. Thế nhưng hắn cũng không có trở về chiến thuyền của tình tuyết thế gia, mà lại đi đến một dãy núi trong hư không bí ẩn của quỷ kiến sầu, sau đó đem một đám trưởng lão của gia các thế gia dồn dập ném ra. Mấy tên này, toàn thân đều bị phong ấn lại, ngay cả nửa điểm thần niệm cũng không truyền ra được, mỗi tên giống như chó chết nằm ở chỗ này, tràn ngập hoảng sợ, vô cùng chật vật u thiên tuyết và thanh khâu tử y đi ra phía trước lên tiếng hỏi trần tại sao chúng ta không trở về chiến thuyền của tình tuyết thế gia trên chiến thuyền của tình tuyết thế gia nhiều người lắm mắt vẫn nên ở bên ngoài dễ làm việc những người này làm sao bây giờ thanh khâu tử y nói giết toàn bộ hay là nhốt lại nhưng nói lại thiếu gia ta không tưởng tượng được ngươi lại đạt tới cảnh giới đó ngay cả lão già gia các đồ dương kia cũng bị ngươi đánh tan đây không phải là may mắn vì có ngươi nếu không phải ngươi mê hoặc tâm trí đối phương ta cũng không dễ dàng lưu lại đối phương như vậy Tần Trần cười nói. Đây cũng không phải là vấn đề của ta. Cửu vĩ thiên hồ lắc đầu, cho dù không có mị hoặc của ta, ngươi cũng có thể giải quyết đối phương. Tu vi của ngươi chỉ mới trung kỳ đỉnh phong thánh chủ mà thôi, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ta, cũng coi như là một trong những chủng tộc tiến tâm lừng lẫy nhất trong yêu tộc. Vô số vạn năm qua, những thiên tài ta gặp qua đều đếm không xuể, thậm chí ta và Vĩnh Hằng cũng là thiên tài đỉnh cấp nhất trên đời này. Năm đó Vĩnh Hằng là thế hệ trẻ tuổi có hy vọng bước vào cảnh giới tôn giả nhất, nhưng cũng còn kém xa ngươi. Ta thật sự không tưởng tượng ra, một khi ngươi đột phá đến cảnh giới thánh chủ đỉnh phong, sẽ có thực lực gì? Thực lực của Tần Trần đã vượt ra khỏi sự lý giải của nàng, mặc dù nàng đã từng là cao thủ bán tôn giả, hiện tại cũng có tu vi của thánh chủ đỉnh phong, nhưng nàng có một loại cảm giác, cho dù để nàng cùng Tần Trần giao thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của Tần Trần. Mặc dù nàng có thiên phú thần thông cửu vĩ thiên hồ tộc, mỹ hoặc chi thuật, cũng không cách nào mê hoặc được Tần Trần. Mặc dù nàng không biết vì sao mình lại cảm thấy loại cảm giác này, nhưng loại cảm giác này lại vô cùng mãnh liệt. Một thánh chủ trung kỳ đỉnh phong, lại ngay cả thánh chủ hậu kỳ đỉnh phong cũng cảm thấy kiên kỵ, thậm chí là cao thủ đã từng đột phá đến bán tôn giả chuyện này nói ra ai có thể tiếp nhận ai có thể tin tưởng cửu vị tiên hồ không biết trước khi từng trần có được đồ đằng của cửu tinh thần đế quyết thật sự phải đối mặt với thánh chủ đỉnh phong đúng là phải cố hết sức nhất định phải thi triển ra toàn bộ lá bài tẩy của mình thì mới có khả năng chiến thắng nhưng hiện tại cửu tinh thần đế quyết của từng trần đã lột xác khiến cho bản nguyên trong cơ thể hắn trở nên càng thêm đáng sợ đương nhiên mấu chốt nhất là từng trần trong lúc chiến đấu với gia các đồ dương đã nhận được đúng ngộ trên đại đạo vận mệnh có cảm ngộ hoàn toàn mới đối mặt với thực lực của gia các đồ dương mới có thể đạt tới mức kinh thế hải tục như vậy hù chết người ta những người này ta giữ lại còn hữu dụng chủ yếu là cướp đoạt vận mệnh pháp tắc trên người bọn họ đạt được ký ức bảo tàng trong thân thể bọn họ từng trần nói xong sau đó hắn ra tay một tay thò ra bàn tay đè xuống như màn trời mạnh mẽ chế trụ đỉnh đầu gia các phong gia các phong rống to vô cùng thê thảm bị từng trần sách giữa không trung cực kỳ chật vật không còn dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước ở nam đỗ thành giờ phút này ánh mắt của hắn rất lăng lệ điên cuồng lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng dũng động vào lúc này hắn còn đang giãy dụa muốn bộc phát ra một kích tuyệt sát đào thoát khỏi trói buộc của tầng trần cho tầng trần uy hiếp mãnh liệt nhưng vô dụng đầu lâu của hắn bị tầng trần ấn xuống thiên hồn cấm thuật vận chuyển linh hồn lực cường đại tràn ngập ra trong nháy mắt tràn vào trong đầu người này muốn biết được hết thể trong đầu người này hắn kêu thảm thần xác điên cuồng biết được mục đích của tầng trần càng thêm phẫn nộ vận mệnh lực trong cơ thể cuồn cuồng chảy ra đang điên cuồng nổ tung tiểu tử ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi và các phong gầm lên hừ sắp chết đến nơi còn phản kháng yên tâm ngươi không thành quỷ được đâu trong thân thể từng trần từng xúc tu màu đen tràn ngập ra lập tức đâm vào trong cơ thể gia cát phong khiến hắn ngừng dãy giụa xúc tu vạn giấy ma thủ điên cuồng cắn nút vận mệnh lực trong cơ thể gia cát phong bắt đầu cướp đoạt tu vi trong cơ thể gia cát phong vận mệnh chi lực mênh mông như sông dài bị vạn giấy ma thủ cắn nuốt tràn vào trong thân thể từng trần những vận mệnh chi lực này vô cùng ống ánh mang theo lực lượng phù văn của vận mệnh hiển hóa ở một phương thiên địa này sau đó bị bổ thiên chi thuật của từng trần luyện hóa trong đó có một cổ lực lượng vận mệnh tinh thuần nhất bị từng trần trong nháy mắt cắn nuốt dung hợp với lực lượng trong thân thể mình phập một tiếng cả người da các phong vỡ nát ra trên người từng trần tự tiêu đấu xuất cung nhanh chóng bay vút ra thiên hỏa hừng hực thiêu đốt lại bắt đầu luyện hóa da các phong thái độ không kiên nể gì quá càng rỡ từng trần cứ như vậy trước mắt bao người trực tiếp luyện hóa một cao thủ thánh chủ hậu kỳ sống sờ sờ như luyện hóa đang dược các trưởng lão khác của gia các thế gia nhìn thấy ai nấy đều kinh hồn tán đảm trong đó có rất nhiều tạp chất bị từng trần loại bỏ chỉ để lại lực lượng tinh thuần nhất bị từng trần hấp thu trên người từng trần một cổ vận mệnh minh mông bốc lên hơn nữa linh hồn của gia cát phong cũng bị nhanh chóng luyện hóa sau đó dưới thiên hồn cấm thuật bị từng trần thăm dò tìm hiểu gia cát phong còn muốn phản kháng thế nhưng sao hắn có thể chống lại từng trần rất nhiều tin tức trong linh hồn bị từng trần nhìn trộn hồi lâu sau từng trần đột nhiên mở mắt ra vận mệnh chi lực trên người trở nên thâm thúy hơn một chút mục đích của gia cát thế gia này rõ ràng là đợi ở nam đỗ thành rõ ràng là vì tìm ta đối phương biết được ta sẽ tiến vào nam thiên giới xem ra gia các lão tổ này quả thật có chút thủ đoạn từ linh hồn gia cát phong từng trần biết được một số thứ mà mình muốn biết hắn cũng không ngờ rằng tinh thần cung thiên công tác tôn giả của đại vũ thần sơn sẽ tìm tới gia cát thế gia tìm kiếm tung tích của mình xem ra trận chiến ở hư hải này đã giúp ta tiến vào tầm mắt cao tầng của thiên giới nếu như vậy thì phiền toái rồi từng trần cảm nhận được áp lực nặng nề mấy thế lực cao tầng của thiên giới nhìn chằm chằm vào mình bất kỳ người nào cũng sẽ kiên kỵ cũng may đối phương hoàn toàn không biết thân phận của hắn cũng hoàn toàn không có liên hệ với người thừa kế của thiên giới mà thiên công tác cũng hoàn toàn không ngờ tới người bọn họ muốn tìm lại là một vị thánh tử của thiên công tác cùng lúc đó sau khi tần trần tiến hành sưu hồn gia cát phong cũng biết được một ít bí mật của gia cát thế gia nhưng khiến tần trần tiếc nuối là từ trong đồ gia cát phong cũng không nhận được bất cứ tin tức gì liên quan tới thông thiên kiếm cát và cơ gia sao lại như vậy ngay cả trưởng lão của gia tộc gia cát cũng không biết tin tức của thông thiên kiếm cát và cơ gia kết quả này lại nằm ngoài dự đoán của tần trần kế tiếp tần trần liên tiếp ra tay luyện hóa mấy vị trưởng lão gia tộc gia cát còn lại đồng thời sưu hồn bọn họ không có không có vẫn không có mấy lần sưu hồn từng trần vẫn không tìm được tin tức của thông thiên kiếm cát và cơ gia từng trần hấp thu căn nguyên vận mệnh của mấy trưởng lão gia các thế gia làm cho văn minh vận mệnh trong cơ thể hắn càng thêm đáng sợ không ngờ lại tạo thành một bộ văn minh sử mênh mông trở thành một trong văn minh cường đại nhất mà từng trần nắm giữ lúc này trên hiểu biết về vận mệnh chi thuật từng trần đã vượt xa cao thủ vận mệnh bình thường dù sao có thể trở thành cường giả của gia các thế gia nào là hạng người dễ tìm mỗi người đều là thánh chủ hậu kỳ đều ở trên đạo vận mệnh có lý giải và lĩnh ngộ riêng biệt của mình nhưng hiện tại những lĩnh ngộ những lý giải này của bọn họ lại đều trở thành đồ vật của từng trần bất quá mặc dù lý giải về vận mệnh chi đạo của từng trần càng ngày càng mạnh nhưng sắc mặt hắn lại càng ngày càng khó coi cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người gia cát đồ dương thân là thái thượng trưởng lão của gia tộc gia cát có lẽ hắn biết được những gì từng trần ném gia cát đồ dương từ trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp ra hắn giơ tay chột một cái giải trừ phong ấn của gia cát đồ dương gia cát đồ dương vốn như con chó chết lúc này đột nhiên nhảy dựng lên cười ha hả tiểu tử người đúng là ngu xuẩn lại buông phong ấn ta đợi giờ phút này đã bao lâu rồi vận mệnh kết nối thẳng tới thiên đạo trong lúc nói chuyện trên người hắn toát ra một cổ vận mệnh chi lực lăng lệ cả người bỗng nhiên bay lên trời hắn lại còn bảo tồn thực lực trong nháy mắt khi từng trần mở ra phong ấn thi triển thủ đoạn đặc thù phóng lên tận trời tự hồ muốn tiến vào quỹ đạo vận mệnh vô tận chui vào trong mây biến mất không thấy gì nữa nhanh không thể tưởng tượng nổi sắc mặt từng trần không nhúc nhích cũng không đuổi theo duỗi tay ra bàn tay to lớn kéo dài ra ngoài vận mệnh chi lực quanh quẩn không gian cô động Thư không vô tận như là trong nháy mắt co rút lại chui vào cửa tiêu âm âm một tiếng lần nữa bắt ra các đồ dương trở về Gia các đồ dương từ trên không rơi xuống bị một cổ đại lực trực tiếp đánh ngã trên mặt đất choáng váng đầu óc miễn cưỡng bò dậy nhìn tần trần sắc mặt âm tình bất định sau mấy hơi thở thì gầm lên giận dữ nghiệt duyên vận mệnh trong cơ thể lần nữa ngưng tụ thành hình vận mệnh của vô số cường giả trở về hiển hiện ra ánh mắt từng trần khẽ động cánh tay lại duỗi ra bất luận gia các đồ dương biến hóa thế nào cũng không tránh thoát bị hắn nắm lấy trường hà vận mệnh trong cơ thể đối phương từng tia sáng vận mệnh từ trên người từng trần phóng ra dung nhập vào trong vận mệnh trường hà này trong trường hà vận mệnh này có rất nhiều cường giả vận mệnh sinh tử bị gia các đồ dương bị giam cầm ở đây vĩnh viễn không thể thoát khỏi nhưng từng trần khống chế văn minh vận mệnh điểm ra một chỉ oanh một tiếng toàn bộ trường hà vận mệnh lập tức nổ tung những cường giả cao thủ bị cầm tù như là phạm nhân bị giam cầm lập tức được giải thoát từng người từng người phi thăng đến trong hư không vận mệnh trường hà trong cơ thể bị giải trừ và các đồ dương phun ra một ngụm máu tươi hắn cảm thấy thân thể bị giam cầm vô số lực lượng vận mệnh trong nháy mắt cách xa hắn hoàn toàn mất đi liên hệ với hắn không còn bị hắn khống chế nữa hắn phát ra thanh âm điên cuồng thân thể trực tiếp nhào tới đánh ra đạo đạo trường hà vận mệnh từng trần một tay bắt lấy bàn tay ra các đồ dương một tay mãnh liệt lực trực tiếp đem hắn ép xuống mặt đất tứ chi vương ra giống như một con cốc bị đè bẹp từng trần nhìn vô số vận mệnh cường giả tán loạn trong hư không từng gương mặt hiện lên sau khi bọn họ bị chém chết một thân bị giam cầm ở đây căn bản không thể giải dụa giờ phút này rốt cuộc trở về thiên đạo thế nhưng bọn họ bị cầm tù quá lâu đã mất đi năng lực tiến vào vận mệnh trường hà việc này quá đáng buồn cường giả có thể bị gia các đồ dương cầm tù không ai không phải là cao thủ đỉnh cấp của thiên giới vốn đều có thể lưu lại bóng dáng của mình trong vận mệnh trường hà nhưng hiện tại bọn họ căn bản không thể trở về trong vận mệnh trường hà hồn phi phát tán giống như trở thành cô hồn giả quỷ nguyện ta thành ngày vô thượng người người đều có thể làm chủ vận mệnh của mình vạn linh đều có thể trở về căn nguyên của mình từng trần nói như vậy âm thanh vang dội trên người có vận mệnh chi quan lóe lên liên tiếp là trường hà vận mệnh chân chính lập tức những cường giả vận mệnh như cô hồn giả quỷ này như được chỉ dẫn nhanh chóng dung nhập vào trong vận mệnh trường hà hóa thành bóng dáng trong vận mệnh trường hà trở thành một phần tử trong vận mệnh trường hà cuối cùng bọn họ cũng tìm được thứ vận mệnh thuộc về mình bất kỳ người nào đều có vận mệnh thuộc về mình không nên bị ức hiếp càng không nên bị cầm tù nắm giữ vận mệnh đại đạo không phải là dùng để cường đại cầm tù người khác mà là nên để người ta đều có thể làm chủ vận mệnh của mình bảo vệ vận mệnh lưu chuyển trở thành người thủ hộ của vận mệnh từng trần u ù nói trong giọng nói của hắn mang theo quy tắc tối cao của vận mệnh trong vận mệnh trường hà của thiên giới phản phất sinh ra cộng hưởng với nguyện vọng vĩ đại của tần trần lập tức một cổ vận mệnh chi lực trong suốt cọ rửa xuống trong nháy mắt bao phủ lại tần trần tôn tần trần lên như một vị thần vận mệnh thiếu gia hắn vậy mà cùng vận mệnh trường hà của thiên giới cộng hưởng sao có thể cửu vị thiên hồ thanh khâu tự y khiếp sợ trường lớn hai mắt vận mệnh trường hà là trường hà minh mông ẩn chứa số mệnh thiên giới mặc dù hiện ra hôm nay chỉ là một tia nhưng lại là quy tắc đáng sợ nhất của thiên giới trường hà vận mệnh đại biểu cho vận mệnh vô thượng của thiên giới đại biểu cho thiên đạo nhưng bây giờ vậy mà cùng tần trần cộng hưởng lên việc này khó mà tin được cửu vĩ thiên hồ thanh khâu tử y cảm nhận được rung động thật sâu từng trần chỉ là lấy vận mệnh cường giả ra các đồ dương nhốt quay về trường hà vận mệnh mà thôi lại dẫn tới trường hà vận mệnh trả lại có thể thấy được hành động của tần trần chân chính nhận được sự tán thành của trường hà vận mệnh có lẽ đây cũng là nguyên nhân vì sao tu vi tần trần có thể đáng sợ như vậy bởi vì tâm của hắn ý chí của hắn vẫn luôn ở cùng một chỗ với thiên đạo thiên giới hắn sẽ không làm chuyện có lỗi với thiên đạo chỉ biết trợ giúp thiên đạo cho nên mới có thể được thiên đạo tán thành đạt được sự tán thành của vận mệnh mà lúc từng trần nhận được sự tán thành của trường hà vận mệnh lúc tiếp nhận sự gột rửa của vận mệnh và các đồ dương bị áp chế trên mặt đất đột nhiên hòa tan trong thời gian ngắn đã tiến vào trong lòng đất ngay lúc này Gia các đồ dương lại định chạy trốn vận mệnh trên người từng trần lóe lên bước ra một bước bước chân dẫm trên mặt đất lập tức ở phía xa mặt đất như trời long đất lở vạn vật quy hư mặt đất xuất hiện một lỗ thủng lớn một bóng người bị đại lực chấn động mà ra hóa ra là từng trần một bước đạp lên da các đồ dương từ chỗ sâu trong lòng đất đi ra da các đồ dương không có tác dụng ngươi đã bị bản thiếu đánh lên dấu ấn trước mặt bản thiếu ngươi lên trời không đường xuống đất không cửa vận mệnh chi quan trong tay từng trần ngưng tụ lại hóa thành xiềng xích bảy màu nở rộ từng luồng thần quang trực tiếp cuốn ra các đồ dương trở về ném xuống mặt đất tiểu tử người rốt cuộc là ai chẳng lẽ thật sự là tên từng trần giết thánh tử gia các thế gia ta nhưng ngươi tu luyện thế nào tới mức này lúc trước rõ ràng ngươi còn chưa phải là thánh chủ lực lượng trong cơ thể bị cầm tù và các đồ dương triệt để mất đi dũng khí phản kháng ánh mắt của hắn vô cùng hoảng sợ nhìn từng trần giống như nhìn thấy quỷ vậy vì sao mà tổ ma tộc muốn truy sát ngươi còn nữa vận mệnh của ngươi tại sao lại kết hợp với đại thế của thiên giới ngay cả lão tổ cũng không thể đoán ra sự tồn tại của ngươi mấy thứ này ngươi đều không cần biết gia tộc gia các các ngươi lá gan lớn lắm vốn dĩ giữa chúng ta không có quá nhiều ân oán nhưng mà gia các thế gia các ngươi nhiều lần suy tính về ta muốn ám toán ta hừ có thể nhìn ra từ nơi này gia tộc gia các các ngươi không phải thật sự nắm giữ vận mệnh chi đạo chỉ là ăn cắp vận mệnh tạo hóa mà thôi người chân chính nắm giữ vận mệnh chi đạo chỉ biết thuận theo thiên mệnh thuận theo vận mệnh còn các ngươi lại muốn nghịch thiên mà đi không ngươi hiểu lầm rồi và các thế gia chúng ta không có ý này giữa chúng ta thật ra không có ân oán tất cả tranh đấu chỉ là vì tình tuyết thế gia ta có thể thề chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống để ta rời đi và các thế gia ta có thể vĩnh viễn làm bằng hữu với ngươi lúc này ngươi lại còn muốn gạt ta hừ mấy vị trưởng lão của gia các thế gia các ngươi đã bị ta sưu hồn mọi thứ của gia các thế gia ta đều đã hiểu tất cả vận mệnh chi lực của bọn họ đều đã bị ta luyện hóa do ta khống chế Từng trần lạnh lùng nói gia các đồ dương trong cổ họng giống như bị sặc lại đáng giận ngươi dám sưu hồn trưởng lão gia tộc gia các chúng ta sưu hồn trưởng lão thì thế nào hôm nay coi như là ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết Từng trần nói xong một chưởng đặt trên đỉnh đầu gia các đồ dương từng đạo thần thông pháp môn tu luyện của gia các thế gia còn có bản nguyên vận mệnh đều thu vào trong thân thể hắn lực lượng lần nữa tràn đầy đặc biệt là linh hồn của gia các đồ dương ký ức trong linh hồn bị từng trần nhanh chóng sưu hồn đến lúc này từng trần mới phát hiện sự đáng sợ của thiên hồn cấm thuật tuy rằng thực lực của hắn cực kỳ cường hãn nhưng dưới tình huống bình thường một thánh chủ đỉnh phong cũng rất khó tiến hành sưu hồn thánh chủ hậu kỳ mà một vị thánh chủ trung kỳ đỉnh phong như tần trần lại sưu hồn ra các đồ dương quả thực là hiếm có trên đời lập tức vô số ký ức kinh nghiệm nhào nhào tràn vào trong đầu tần trần tin tức khổng lồ suýt chút nữa làm cho đồ óc của tần trần nổ tung nhưng tần trần thúc giục thiên hồn cấm thuật loại bỏ đi rất nhiều tin tức lộn xộn bên ngoài tuy linh hồn của hắn rất mạnh nhưng hấp thu linh hồn quá nhiều người cũng sẽ làm linh hồn của hắn thác loạn hắn đem tuyệt đại đa số linh hồn lực tùy ý để vạn giới ma thủ hấp thu trở thành linh hồn nuôi dưỡng của bọn thiên hỏa tôn giả và vạn linh ma tôn thứ duy nhất mà tần trần lưu lại là tin tức hắn cần có lượng lớn vận mệnh thuộc bị tần trần nắm giữ lực lượng trong cơ thể tần trần cuồn cuộn bốc lên tự hồ tùy thời đều có thể đột phá trên người hắn lại có một loại hương vị thăng cấp và các đồ dương có lý giải quá sâu với đại đạo vận mệnh mặc dù vi phạm bản thân vận mệnh nhưng trên vận mệnh chi thuật hắn là cường giả chân chính giờ phút này tất cả thần thông vận mệnh bị từng trần nắm giữ lập tức để cho từng trần lý giải về vận mệnh chi thuật đạt tới một mức độ hoàn toàn mới trên người hắn ánh sáng vận mệnh quanh quẩn thậm chí còn muốn dung hợp với đại đạo của thiên giới thân dung đại đạo trần là muốn đột phá thánh chủ hậu kỳ u thiên tuyết nhìn thấy cảnh này lập tức giật nảy mình kích động không thôi cửu vĩ thiên hồ thanh khâu Tự y cũng trừng to mắt nàng đã từng là bán tôn giả đương nhiên có thể cảm nhận được khí tức trên người từng trần đang dung hợp với thiên đạo tự hồ muốn đột phá lên thánh chủ hậu kỳ đúng vậy đây là dấu hiệu muốn lĩnh ngộ thiên đạo tấn cấp lên thánh chủ hậu kỳ bất quá khí tức trên người thiếu gia tự hồ không cách nào hoàn toàn dung hợp với thiên đạo chỉ dựa vào đại đạo vận mệnh tựa hồ còn thiếu cái gì đó thanh khâu tự y nhíu mày ánh mắt nàng sắc bén nhìn ra được một ít manh mối quả nhiên sau khi từng trần cảm thụ được tình trạng trên người mình cưỡng ép ngăn chặn con đường vận mệnh rục rịch thu liễm hoàn toàn lực lượng vận mệnh trong cơ thể hóa thần thành phàm trần người đây là u thiên tuyết nghi ngờ nói ta có cảm giác vận mệnh thuật không thể để ta bước vào cảnh giới thánh chủ hậu kỳ nếu ta tùy tiện bước vào tất nhiên sẽ thất bại đến lúc đó bản nguyên của ta đều sẽ tổn thương tích lũy của ta còn chưa đủ muốn chân chính bước vào thánh chủ hậu kỳ còn cần nhiều khổ tu hơn Từng trần hiểu rất rõ trạng thái của mình giờ phút này nếu hắn tùy tiện đột phá một khi thất bại như vậy sau này nếu còn muốn trùng kích nữa sẽ càng thêm khó nhìn thi thể gia các đồ dương đã mất đi khí tức trên mặt đất Từng trần vung tay lên lập tức một cổ quy tắc tử vong nồng đậm quanh quẩn ra bao trùm gia các đồ dương sau đó xúc tu vạn giấy ma thụ thò ra lập tức thu gia các đồ dương vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp quy tắc tử vong trần ngươi đây là chuẩn bị luyện hóa thi thể của hắn thành thi khôi u thiên tuyết nghi ngờ nói thi khôi thanh khâu tự y khiếp sợ nhìn Tần trần đây không phải tà thuật sao thi khôi trong thiên giới tuyệt đối là thuộc về đường tà thuật Tần trần làm như vậy sẽ rất lấy tranh luận không quan tâm đến chính nghĩa tà ác ta dùng ở chính nghĩa đó chính là chính đạo Tần trần nói trong giọng nói tràn ngập tự tin và ngạo nghễ bất luận chính thuật tà thuật dùng tại chính nghĩa là chính đạo thanh khâu áo tím tâm thần chấn động mặc dù nàng cũng hiểu đạo lý này nhưng Tần trần chính khí lẫm liệt nói ra như vậy đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trần ngươi tìm được vị trí của cơ gia và thông thiên kiếm cách chưa u thiên tuyết hỏi để ta xem một chút từng trần nói xong lập tức bắt đầu tìm tòi vô số tin tức của gia các đồ dương tràn vào sau một lát ánh mắt của từng trần đột nhiên nổ bắn ra một vệt thần quang kích động nói tìm được rồi đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha